Anh ơi, anh có công nhận là trong cái lúc dạy có nhiều từ rất là đơn giản nhưng mà nhiều lúc mình không bật ra được nó sang tiếng Việt và cứ dùng nguyên từ đấy để dạy không? Có. Thế em gặp những cái từ như thế nào? Thì em gặp nhiều lắm, có một từ rất là quen thuộc là từ komaru anh ạ. Từ komaru á? Từ komaru đơn giản thôi, anh sẽ chỉ cho em 3 cái dịch như thế này nhá. Nhớ ghi chép vào. Đầu tiên hãy dịch là đau đầu khi không biết phải làm như thế nào. Nó bằng với từ nayam. Ví dụ nhá. Đấy. Michi ni mayotte shimatte komatte ta toki ni shiranai hito ga tasukete kureta. Đấy, em cứ sử dụng từ đau đầu dịch câu này cho anh xem nào. Khi mà tôi đang đau đầu vì bị lạc đường thì tôi được một người lạ mặt giúp đỡ. Ồ, dễ dịch hẳn nhỉ anh nhỉ? Okay. Thứ hai chúng ta có thể dịch là khốn khổ khi mà chúng ta rơi vào một tình cảnh khó khăn vất vả và nó bằng với lại từ kurushimu. Đấy, ví dụ nhá. Jitsu wa ima okane ga nakute komatteru n desu kedo 1.000 yen de ii kara kashite kurenai kana. Đấy, em sử dụng từ khốn khổ dịch cho anh xem nào. Thật ra là bây giờ tôi đang khốn khổ vì không có tiền. Được anh nhở, câu đùa hơn nhỉ anh nhở. Thôi, một mán cũng được, một mán cũng được, có cho anh vay đi. Ok, thank you anh. Thế còn nghĩa số 3, cách dịch số 3? Cuối cùng em có thể dịch là phiền toái, phiền phức. Nó bằng với từ mê waku. Ok. Sumimasen. Mainichi denwa shite korarete komaru n desu kedo. Đấy, em thử dùng cái từ phiền toái dịch cho anh con này thế nào. Xin lỗi anh nhưng mà ngày nào anh cũng gọi điện cho em như thế thì em thấy cũng hơi phiền một chút ạ. Đấy, thấy chưa? Vậy là mình có 3 cách dịch. Một là đau đầu với việc gì, hai là khốn khổ với việc gì, và ba là phiền toái, phiền phức với việc gì đó, đúng không? Ok. Anh ơi, ngoài ra em còn rất là nhiều những cái từ mà kiểu như này không dịch được sang tiếng Việt á. Được, vậy thì chúng ta hãy gặp nhau trong các clip tiếp theo nhá. Được không? Đấy, bye bye.